một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Trích thảo luận của Thánh Hilario giám mục về các thánh bình. Suối trời chữ nước mênh mang dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Về con suối thì không còn hồ nghi gì nữa, vì ngôn sứ đã nói một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Và trong tin mừng, chính Chúa cũng nói: ai uống nước tôi cho thì tự lòng người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Lại có lời khác: ai tin vào tôi thì như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Người nói điều đó về Thánh Thần mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Vậy đây là suối chữ nước mênh mang, vì chúng ta được đầy tràn hồng ân của Thánh Thần. Và từ nguồn sự sống ấy, dòng sông của Thiên Chúa chữ nước mênh mang chảy tràn vào chúng ta. Chúng ta có cả lúa trổ bông để làm lương thực nữa. Lương thực nào thế? Thưa, là lương thực chúng ta dùng khi nước lễ, tức là hiệp thông với mình, Thánh Chúa. Nhờ đó, bây giờ chúng ta được chuẩn bị để thông phần vào bản tính Thiên Chúa, để rồi mai sau được hiệp thông trọn vẹn với Thánh Thể. Đó là điều Thánh Tịnh muốn nói qua câu dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Vì dù hiện nay chúng ta được cứu độ rồi, chúng ta vẫn còn phải nhờ lương thực ấy chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta, những người được tái sinh nhờ phép rửa, chúng ta vui mừng chan chứa khi cảm nhận nơi mình những hoa quả đầu mùa của Thánh Thần, khi bắt đầu hiểu được các mầu nhiệm, biết được lời tiên tri, nói được lời lẽ khôn ngoan, có được niềm cậy trông vững chắc và các toàn sủng chữa bệnh cũng như quyền khống chế ma quỷ. Những hồng ân này tự như mưa sa thấm vào lòng chúng ta, và những gì chúng ta đã khởi sự sẽ từ từ sinh hoa kết quả rồi rào.